Chào mừng quý độc giả đến với điểm tin ngày 26 tháng 7 trên Goal Việt Nam. Mở đầu điểm tin là loạt trận giao hữu cấp câu lạc bộ mới kết thúc cách đây ít giờ giữa Rangers và Real Madrid. Màn so tài trước Rangers chính là trận ra mắt của luân các lộ Ancelotti trên cương vị huấn luyện trưởng của đội bóng thủ đô Real Madrid. Tuy nhiên, ông chưa thể sử dụng các trụ cột do họ vẫn đang trong thời gian nghỉ sau khi trở về từ Euro. Real nhập cuộc hứng khởi với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 8. Rodrigo đã dẫn bóng táo bạo vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Rangers trước khi ghi bàn ở tình huống đối mặt với thủ môn. Sau bàn thua, đội bóng của Zera đã chủ động tràn lên. Trước sự ép dồn dập của Rangers, Real vẫn cố thể giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sau những nỗ lực, Rangers cuối cùng cũng đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 55 khi Sakala dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Lunin. Phút thứ 75, Nacho của Real Madrid đã bị chuốt quần thi đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Camara. Real Madrid chỉ chơi với 10 người trên sân và chỉ 2 phút sau đã phải nhận thêm bàn thua. Ở tư thế khó, Iten vẫn có thể ghi bàn sau tình huống xoay người dứt điểm cực nhanh. Chung cuộc, Real Madrid nhận thất bại 1-2 trước nhà đương kim vô địch Scotland. Aston Villa đang tìm cách thuyết phục ngôi sao Jack Grealish ở lại bằng bản hợp đồng mới với mức lương 200.000 bảng một tuần. Jack Grealish đã được liên hệ bởi Manchester City trong thời gian qua với mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 100 triệu bảng, nhưng Aston Villa đang làm mọi cách để giữ chân đội trưởng. Lần gần nhất, Jack Grealish ký hợp đồng với Villa là vào tháng 9 năm ngoái. Anh ở lại câu lạc bộ cho đến mùa hè năm 2025, nhận mức lương cao nhất đội là 120.000 bảng một tuần. Nếu ký hợp đồng mới, anh sẽ trở thành một trong những cầu thủ có mức lương cao nhất ở Premier League. Tuy nhiên, việc được thi đấu ở Champions League là một trong những yếu tố khiến Jack Grealish muốn rời đi. Mùa trước, dù gặp chấn thương và nghỉ thi đấu ở nửa cuối mùa, anh vẫn kịp mang về 12 kiến tạo ở ngoại hạng Anh, nhiều nhất chỉ sau Harry Kane với 14 kiến tạo. Theo nguồn tin của Goal, Manchester United đang đến rất gần với thỏa thuận chiêu mộ Raphael Varane với Real Madrid. Hồi đầu tuần, hai bên chưa tìm được tiếng nói chung, nhưng giờ đây đã có những chuyển biến tích cực với mức giá rơi khoảng 45 đến 55 triệu euro. Varane là một trong những ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này của Manchester United. Cầu thủ này chỉ còn một năm hợp đồng và muốn ra đi khỏi Real Madrid. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Real Madrid và Manchester United đang rất tốt và điều này giúp cho các cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ trong thời gian gần đây. Trước đó, Real Madrid đã đưa ra lời đề nghị hợp đồng mới với Varane trước Euro 2020, nhưng hậu vệ người Pháp đã từ chối. Anh muốn gia nhập Manchester United với thỏa thuận dự kiến kéo dài 5 năm. Cristiano Ronaldo vừa trải qua kỳ nghỉ sau Euro 2020 và đã trở lại Turin để chuẩn bị tập luyện cho mùa giải mới. Anh sẽ kiểm tra y tế vào hôm nay trước khi bắt tay vào tập luyện cùng toàn đội. Cầu thủ 36 tuổi đã bước vào năm cuối cùng của hợp đồng với Bianconeri và đã có nhiều đồn đoán xoay quanh tương lai của anh trong thời gian qua. Có ý kiến cho rằng Juventus nên bán CR7 mùa hè này để tránh mất anh theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2022, nhưng phía đội bóng đã nhiều lần khẳng định Ronaldo sẽ ở lại. Kể từ sau khi gia nhập câu lạc bộ vào năm 2018, Ronaldo đã ghi được 101 bàn sau 133 trận, giành được 5 danh hiệu quốc nội, trong đó có 2 chức vô địch Serie A, tuy nhiên vẫn chưa thể mang chức vô địch Champions League về Turin. Thông tin này cũng đã khép lại điểm tin ngày 26 tháng 7 của Goal Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!